Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinh Gà Studio. कोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन यह हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवा हम नहीं सही नहीं तो कह बैंक mới nhất của Chia Đồ đó chính là ca khúc Nước. Trước khi bắt đầu bài học thì Bi rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bi nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bi có video mới thì tất cả các bạn sẽ được xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học cái thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Em 1, 2 và 3, 4 và phần không của mình sẽ đánh qua hai bên như thế này nha mọi người. Thì đến lại nha. 2 đi 1 2 và 3 4 và 5 6 7 8 cha cha cha. Ok, đến lại. 2 đi cha 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 em cha 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 cha. Ok, sau đó mình sẽ đặt lên bước chân bên phải lên và hai ta cùng kéo lên và dừng là nắm tay lại, sau đó mình xoay một vòng em hất tay ra như thế này, sau đó mình quay trở lại như cũ và kéo phần chân lên, buông hai tay, mở mở mở. Ok, cảm thấy này khá dễ không? Rồi mình như này là đúng nha. Bước em dừng xoay hất em và vuốt lên lên mở mở mở. Sau đó mình sẽ đặt tay như thế này, tóm hai chân xuống và mình hất hông lên, ta ta mở ta ta mở hai lần. Sau đó mình sẽ bước chân vô 1 2 3 4, 1 2 3 lại lặp lại cái này ba lần nha. Ok, mình tiếp lại. 2 đi. How do I look? Rồi sau đó mình sẽ đặt tay qua 1 2 3 4, ta 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 ta. Sau đó mình sẽ đặt tay lên động tác tương tự ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình đẩy tay vô 1 2 3 4, ta ta ta. Mình làm động tác chào. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép thử cái mắt của cảm nha. Ok.